Tiếp tục thực hiện mô hình có hiệu quả, mô hình chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân và công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ. Vừa qua, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bình Dương phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Bến Cát và Ủy ban Nhân dân xã Phú An tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho người dân phường Tân Định, xã An Tây và xã Phú An. Đã lâu lắm rồi, người dân phường Tân Định, xã An Tây và xã Phú An mới có dịp được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những cán bộ làm thủ tục đất đai tại địa phương mình sinh sống. Vì vậy, khi nghe thông tin tuyên truyền của chính quyền địa phương, ngay từ sáng sớm, người dân ở ba địa phương đã có mặt đông đủ tại Ủy ban Nhân dân xã Phú An với mong muốn những lo lắng về thủ tục đất đai của gia đình sẽ được giải đáp. Mỗi người có những lo lắng, thắc mắc khác nhau liên quan đến lĩnh vực đất đai. Dù thời gian qua, người dân cũng đã tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục đất đai, nhưng khi bắt đầu triển khai các thủ tục này vẫn còn nhiều khó khăn lúng túng. Thế nên, khi có đoàn trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai, bà con rất phấn khởi và lập tức đem các loại giấy tờ mang những khúc mắc trong lòng đến để được cán bộ, viên chức và người lao động Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh và thị xã hướng dẫn rõ ràng, cụ thể từng trường hợp. Bà con ai cũng cảm thấy phấn khởi và hài lòng vì sau khi nghe tư vấn, những tâm tư, nguyện vọng đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi có miếng đất mà ông già để lại đó. Bây giờ xin đăng ký thừa kế. Nhưng mà anh em thì người anh á, là tính đi đăng ký là người anh đứng, rồi mình mốt sang qua cho người em. Nhưng mà giờ làm giấy tờ bản vẽ đồ niêm yết đồ xong hết rồi thì bây giờ là địa chính ra khảo sát lại thì là đất đó là bây giờ người em ở chung với cái hộ khẩu đó đó thì bây giờ đăng ký lại cho người em. Tôi có vướng mắc y vậy đó. Tôi nghe có cái phái đoàn ở trên phòng tài nguyên môi trường với tỉnh qua xã Phú An. Rồi tôi xuống là tôi hỏi coi là bây giờ cái hồ sơ đó là người em á đứng y cái hồ sơ vậy là sang qua được không? Cán bộ tư vấn rất là rõ ràng, dễ hiểu. Tôi cũng có thắc mắc là có một miếng đất hôm trước thì là bị ngang 7,5 m mà mua thì nó có cái đường hẻm 1,4 m. Mà hôm trước đây thì chưa có kết nhà, chưa có cái để mà mình để cho người ta làm cái hàng lang từ nhiều quá đó 5 m. Xuống đây thì nhờ pháp lý là giải quyết, hướng dẫn cho tôi nghe và hiểu và biết là rất là tốt, tôi rất là hài lòng. Tôi mong muốn trong thời gian tới người dân sẽ gặp nhiều cái trợ giúp pháp lý này để mà hiểu biết thì dễ tốt hơn. Xã thông báo là có một cái đoàn hỗ trợ pháp lý và tôi đến để hỏi thăm về cái trường hợp mà đất của tôi là do lúc tôi mua là còn sổ hộ. Bây giờ tôi muốn hỏi là cái thủ tục chuyển từ sổ hộ qua sổ cá nhân để tôi biết để mà tôi chuyển qua. Khi tôi đến đây thì những cái thắc mắc của tôi đã được những cái cán bộ giải thích và hướng dẫn và cơ bản là tôi đã nắm được những cái thủ tục đó để mà để đi làm đúng cái thủ tục mà chuyển từ sổ hộ qua sổ cá nhân. Những cái lo lắng của tôi thì tôi đã được giải tỏa. Sau một buổi triển khai trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân ba địa phương ở thị xã Bến Cát, đoàn đã hướng dẫn tư vấn cho người dân việc thực hiện đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Liên quan đến hồ sơ tách thửa đất, việc đăng ký thực hiện đo vẽ các loại bản đồ địa chính, đồng thời tư vấn giải thích tổng hợp xin ý kiến các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng đất. Đối với những trường hợp chưa thể trả lời ngay trong đợt hoạt động trợ giúp pháp lý này, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Bến Cát sẽ tổng hợp và ghi nhận từng trường hợp để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tìm cách giải quyết cho người dân. Chương trình trợ giúp pháp lý lưu động nhằm giúp người dân là hiểu rõ thêm về cái những cái thủ tục trình tự liên quan tới lĩnh vực đất đai. Thì trong đó thì lĩnh vực đo đạc bản đồ, trích lục bản đồ địa chính, trình tự thủ tục cũng như là
những cái giấy tờ liên quan tới cái thủ tục này. Còn về cái thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đất thì cũng hướng dẫn cho người dân nắm rõ hơn về những cái thủ tục, giấy tờ và cái thời gian thực hiện. Thì thời gian thực hiện thì thực hiện theo cái quyết định 22 của Ủy ban tỉnh, là trong đó các thủ tục về biến động đất đai, trong đó có ghi rõ từng loại hình hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, đổi sổ, vân vân, là có ngày là hạn trả kết quả. Và trong hai cái thủ tục là lĩnh vực liên quan tới chủ đo đạc bản đồ cũng như là đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chi nhánh trong cái quá trình thực hiện là cũng có lập cái phiếu kiểm soát, là phiếu kiểm soát là lúc từ lúc lập hồ sơ vào cho đến khi mà lãnh đạo duyệt và chuyển bộ phận một cửa để người dân đến nhận kết quả. Riêng về lĩnh vực đo đạc bản đồ thì vừa qua chi nhánh cũng đã xây dựng cái quy trình nội bộ, là được cái đơn vị tư vấn viết cho chương trình nội bộ để về công tác quản lý kết quả đầu vô đầu ra của hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính. Khi người dân có tin nhắn đến điện thoại thì người dân sẽ đến một cửa để lấy hồ sơ, thì tránh tình trạng là đi lại nhiều lần cũng như là trễ hẹn của người dân. Một trong những mục đích của hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai là nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, từ đó có những tham mưu đề xuất phù hợp nhằm rà soát cải cách thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần làm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Vì vậy, đối với những cán bộ khi tham gia trực tiếp vào việc tư vấn hỗ trợ pháp lý lưu động như thế này, đã có cơ hội được lắng nghe người dân trình bày quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Từ đó, các cán bộ sẽ có thêm thời gian để hướng dẫn người dân một cách tận tình, chu đáo và giải đáp những vướng mắc một cách thuận lợi hơn. Chương trình mà trợ giúp pháp lý lưu động này theo bản thân nhận thấy thì rất là bổ ích cho người dân. Ví dụ ở đây là ví dụ người dân có thể là ở gần địa phương này, ở địa phương là địa phương. Ví dụ như là trong khi mà đi làm ở trên kia, ở giờ hành chính ở trên đó thì không có thời gian nhiều để mà trợ giúp cho người dân được tận tình. Thì cái đoàn này thì mình có thể là giải đáp được cặn kẽ hơn, chi tiết hơn. Đó thì giúp người dân hiểu hơn, hiểu rõ. Và khi người dân hiểu rõ thì người dân liên hệ những hồ sơ để thực hiện đó, thì được trôi chảy hơn. Nó không bị thiếu những cái này vướng mắc những cái kia. Bản thân là có cơ hội là được chia sẻ những cái hiểu biết của mình để cho người dân. Đó thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ thân thiện. Vì vậy, qua đợt trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai ở phường Tân Định, xã Phú An và xã An Tây của thị xã Bến Cát, đã cho thấy người dân rất hài lòng về sự phục vụ ân cần, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ khi trực tiếp tư vấn từng trường hợp, từng nội dung vụ việc cho bà con. Cũng trong đợt này, người dân còn được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát hướng dẫn cụ thể cách nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, bảo đảm hồ sơ được gửi đi nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.